nhà đất hằng này, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay, hằng ni gửi đến khách hàng mình một căn nhà phố gia chủ đang giảm giá mạnh, giá chỉ còn 6.600.000.000 thôi. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng ba lầu, mẫu thiết kế hiện đại, được gia chủ thiết kế đầy đủ công năng luôn. Và đặc biệt đó là nhà mình có thiết kế hồ bơi bên trong nhà luôn nha. Đó, nhà này một buổi tối lên đèn cũng rất là lung linh luôn á. Tọa lạc trong khu nhà xây dựng đồng bộ, toàn là nhà phố cao cấp cũng như là xây dựng đều nhau không thôi. Kết cấu chuẩn cho ngôi nhà là một trệt một lửng ba lầu, có ban công sân thượng đầy đủ luôn. Với diện tích chiều ngang là 9m, chiều sâu vào là 5m. Nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng đông, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mà là đông tứ trạch. Sử dụng bên trong nhà rồi, phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô. Bên trên gồm 3 phòng ngủ, trong đó mình có một phòng ngủ master lớn, kèm phòng sông hơi, ban công sân thượng trồng cây trồng hoa. Đó, tọa lạc tại khu nhà xây dựng đồng bộ nè. Đường trước nhà của mình tiện hữu rộng 4m nha cả nhà. Xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ chúng ta di chuyển vào tận nhà luôn. Với vị trí tọa lạc tại một trục đường số kết nối với đường Phạm Văn Chiêu thuộc trung tâm phường 14 quận Gò Vấp. Tại đây thì chúng ta kết nối với đường Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, đường Nguyễn Văn Khối, di chuyển về các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rất là thuận tiện luôn. Và em đang có mặt tại không gian khu vực tầng trệt, được gia chủ thiết kế có hồ bơi để nghỉ dưỡng nè. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Có trồng đầy đủ cây xanh luôn. Nhà mình thì gia chủ sử dụng tông chủ đạo là màu trắng, nước xương tường màu trắng cho một căn với lợi thế diện tích chiều ngang lên tới 9m lận, chiều sâu vào là 5m nha cả nhà. Giá bán thì chỉ còn 6.600.000.000 thôi, giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Đó, và không gian khu vực hồ bơi nè, được gia chủ thiết kế thông tầng lên phía trên. Bên trên mình có đèn chùm bông tuyết, trần chùm giật cấp, đèn led âm trần đầy đủ hết rồi. Và khoảng không gian khu vực tầng trệt được gia chủ kết hợp là khu vực ra ô tô, liên thông với phòng bếp. Mình có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mỏng bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng nha. Bộ bàn ăn 6 ghế đầy đủ hết rồi. Đó, cầu thang thì ốp sát tường luôn, cho nên không gian sử dụng ở mỗi tầng không gian rất là rộng rãi luôn á. Một căn nhà với diện tích lợi thế chiều ngang là 9m, chiều sâu là 5m nha cả nhà. Cửa ra vào của mình thì gia chủ mình sử dụng một lớp cửa gỗ, nhìn vô cùng nét và sang luôn á. Cùng em chúng ta nhìn ngắm lại một lần nữa nè, từ không gian khu vực hồ bơi, nhìn thông tầng lên phía trên của ngôi nhà nhìn rất là thông thoáng luôn. Phân khúc thì với giá bán thì chỉ cần 6 tỷ hơn thôi, chúng ta đã sở hữu một căn nhà mới kết cấu chuẩn là đầy đủ luôn rồi, một trệt một lửng ba lầu nha. Hằng Ni tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng lửng để chúng ta cùng tham quan. Tầng trệt thì gia chủ thiết kế cho mình có không gian toilet luôn á cả nhà, dành cho khách đi đến chơi nhà nha. Đó, tại tầng lửng thì gia chủ có thiết kế cho mình khu vực tủ để rượu, tủ trưng bày tại đây, cũng như là phòng khách thứ hai của gia đình mình. Khoảng này thì từ tầng lửng nhìn thông tầng xuống phía dưới nè. Xin chưa, sofa, bàn trà, kệ tủ tivi đầy đủ hết rồi. Kệ tủ tivi của mình thì gia chủ mình ốp những cái tấm nhựa PVC làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Đó, có dây cắp ống đồng, máy lạnh đầy đủ luôn nha. Khoảng này thì mình có cái ô cửa sổ siêu to luôn nè, rất là dài, trải dài luôn á, rất là to ha. Buổi tối lên đèn thì nhìn vào không gian phòng khách của mình lung linh lắm. Và mình mở cửa ra thì không khí đối lưu. Và đặc biệt đó là nhà mình thuộc hướng chính là hướng đông, cho nên không có bị nắng vào buổi chiều đâu, không khí rất là đối lưu luôn nha cả nhà. Cùng Hằng Ni chúng ta nhìn ngắm rõ hơn từ phía bên trong nhà nè. Nhìn ra khu nhà đối diện, toàn là nhà phố cao tầng không thôi. Khu này rất là an ninh luôn, có camera khu phố, an toàn cho khách hàng khi mà an cư sinh sống. Một căn nhà tọa lạc tại vị trí một trục đường số xếp bên chợ Thạch Đà, kết nối với đường Phạm Văn Chiêu thuộc trung tâm phường 14 quận Gò Vấp. Trong bán kính 300m thôi là chúng ta có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học luôn, xếp bên khu chung cư căn hộ Dream Home. Và cùng em bắt đầu chúng ta di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 nha. Cầu thang được gia chủ mình ốp đá marble, tay vịn bằng chùa gỗ kết hợp với lan can bằng sắt nè. Không gian khu vực lầu 1 của mình thì được gia chủ thiết kế làm một phòng ngủ master tại đây. Đó, rất là to luôn. Đã được gia chủ mình gắn sẵn máy lạnh cũng như là toilet sử dụng riêng. Mình có giường ngủ nè,
bàn trang điểm, kệ tủ tivi, hệ tủ táp đầu giường, ban công trổ ra phía trước, rèm màn cửa hai lớp, tủ quần áo đầy đủ hết rồi. Đó, bên dưới gạch thì gạch bóng kính 60-60, tông chủ đạo là màu trắng, chống trầy, chống trơn trọt luôn nha. Ngay phía bên thành tường, khu vực giường ngủ của mình á, được gia chủ mình ốp những cái lam nhựa và gỗ, tông chủ đạo là màu xanh, nhìn vô cùng đẹp luôn á cả nhà ơi. Đó, bên trên nè, trần chìm giật cấp, nhìn có đèn chùm bông tuyết đầy đủ luôn nha. Một căn nhà đầy đủ công năng, có thể mình an cư sinh sống luôn. Tổng là 3 phòng ngủ. Hằng đi đang quay là phòng ngủ master của gia đình mình. Đó, kệ tủ tivi, tủ quần áo nè. Gia chủ sử dụng toàn bộ chất liệu gỗ là gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm bảo hành cho thay mình trong thời gian sử dụng. Và em bắt đầu di chuyển vào không gian khu vực toilet sử dụng tại phòng ngủ master của gia đình mình để mình cùng tham quan nha. Có toilet sử dụng riêng, đầy đủ công năng luôn rồi. Đó, từ ban công nhìn ra view ra khu vực dân cư phía trước nữa cả nhà. Một khu dân cư đồng bộ. Một căn nhà thì với giá bán chỉ 6 tỷ 600 triệu đồng thôi. Giá gia chủ còn thương lượng bớt chỗ cái này mình thiện chí mua nhanh nữa. Và không gian khu vực phòng xông hơi nè. Phòng ngủ master có phòng xông hơi, bồn tắm nằm, lavabo, đường sôi đầy đủ luôn nha. Vách kính ngăn ghi như vực tắm, gạch ốp phun trần đầy đủ hết rồi. Đó, có ô cửa sổ rất là to chỗ ra bên ngoài luôn. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Bồn tắm nằm, gạch ốp phun trần rất là sạch sẽ và dễ lau chùi luôn nha cả nhà. Thôi vào cùng Hằng đi, chúng ta nhìn ngắm sơ lược thôi. Và em bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu thứ hai, được gia chủ thiết kế làm hai phòng ngủ bên phía bên trên để cùng tham quan nè. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng Ly nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình, em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà và giá bán tốt nhất. Cũng như là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thể alo cho Hằng Ly nha. Em sẽ hỗ trợ khách hàng mình tìm đúng nhu cầu mình đang cần. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 2 nè cả nhà, được gia chủ thiết kế gồm 2 phòng ngủ và mình có một toilet sử dụng chung. Đó, phòng ngủ thứ hai tại lầu 2, chúng ta có giường ngủ, tủ quần áo, hệ tủ táp đầu giường, kệ tủ tivi, ban công chỗ ra phía trước, rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Nhà mình thì với lợi thế là ngang 9m, cho nên là phòng ngủ nào gia chủ cũng có thiết kế ban công chỗ ra phía trước hết á. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Còn nếu như mà mình cần cái lượng không khí lưu thông á thì mình mở cửa ra. Đây, và Hằng đi tiếp tục di chuyển để chúng ta cùng tham quan nha. Toilet sử dụng chung với hai phòng tại lầu 2 nè cả nhà. Chúng ta có lavabo, đường sôi, bồn vệ sinh, vách kính ngăn nghiêng, gạch ốp phun trần. Bên trên là mình có đèn chùm, đèn led âm trần đầy đủ hết rồi, ô cửa sổ chỗ ra bên ngoài. Đó, rất là thông thoáng luôn. Và không gian phòng ngủ thứ ba của tổng cho ngôi nhà chúng ta cũng có đầy đủ luôn rồi đó. Và ban công chỗ ra bên ngoài nè. Giường ngủ, bàn trang điểm, kệ tủ tivi, tủ quần áo, hệ tủ táp đầu giường, rèm màn cửa hai lớp đầy đủ hết rồi. Mảng tường cái khu vực giường ngủ thì gia chủ mình ốp những cái tấm làm nhựa và gỗ á cả nhà. Bên trên mình có những cái đèn chiếu điểm nè, chiếu xuống. Không gian khu vực tủ quần áo á, nhìn chiếu gọi vô cùng lung linh luôn ha. Đó, một không gian đầy đủ công năng của đèn mình an cư sinh sống luôn. Mua căn nhà này thì chúng ta chỉ cần xách vali vỏ thôi, đầy đủ công năng luôn rồi. Phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên gồm 4 phòng ngủ và đặc biệt có là nhà có thiết kế phòng xông hơi nè. Hồ bơi bên trong nhà kèm khu vực ban công, trồng cây, trồng hoa, tổ chức tiệc nướng BBQ rất là thoải mái luôn á. Và em tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực sân thượng nè cả nhà, để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà. Đây, sân thượng của gia đình mình, khu vực tổ chức tiệc nướng BBQ. Có gia chủ đã trang bị sẵn cho mình bàn trà kèm ghế ngồi luôn rồi. View thì ra khu dân cư ở hiện hữu rồi nha. Đó. Bên dưới thì mình lót cỏ nhân cải tạo nè. Phía bên dưới khu vực không gian lót gạch của sân thượng gia chủ mình vẫn sử dụng là gạch bình thường nha cả nhà. Chúng ta không thích cái thảm cỏ nhân tạo á thì mình tháo lên nha, mình sử dụng gạch ở bên dưới. Đó, khu vực để máy giặt máy sấy nè, hệ thống cấp thoát nước đầy đủ hết rồi.
Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Và video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Thật sự là Hằng Ni rất là trân trọng tình cảm khách hàng mình, luôn ưu ái và đón xem ủng hộ cho em. Em xin kính chúc gia đình mình, các cô chú, anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Và trong lúc xem em có sai sót chỗ nào mong gia đình mình góp ý để Hằng Ni hoàn thiện hơn nha. Thôi em xin chào tạm biệt cả nhà mình nhé. Bye bye.